Barca khiến Marcos Alonso rơi vào tình cảnh khốn khổ. Marcos Alonso là một trong những mục tiêu hàng đầu của Barca ở hè 2022. Huấn luyện viên Xavi muốn có thêm cầu thủ sinh năm 1990 để tăng cường khả năng tấn công bên cánh trái. Bản thân Alonso cũng thừa nhận muốn trở lại Tây Ban Nha để thi đấu. Với việc công khai đòi ra đi, Marcos Alonso đã bị huấn luyện viên Thomas Tuchel gạch khỏi danh sách thi đấu của Chelsea ở những vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cầu thủ 32 tuổi vẫn đang chờ đợi Barca sẽ gửi lời đề nghị tới Chelsea. Tuy nhiên, nhà báo David Austin mới đây cho biết Barca đang rút lui khỏi các cuộc đàm phán khi hậu vệ Marcos Alonso từ Chelsea. Sự quan tâm của đội bóng xứ Catalan với Alonso được cho là đã nguội lạnh. Bây giờ, Barca đang tập trung vào việc ký những tân binh ở hè 2022 thay vì đưa về những bản hợp đồng mới. Nếu không thể chuyển tới Barca, anh rất khó được sử dụng ở Chelsea. Bên cánh trái của Chelsea lúc này có hai lựa chọn được Tuchel ưu tiên hơn là Ben Chilwell và Mark Cucurella. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.